nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái kiểu đàn rất là hiện đại và cũng dần chiếm lĩnh trên thị trường guitar thế giới, đó là đàn Fun and Fret, hay còn gọi là đàn phím xéo hình cánh quạt. Thì cái đàn này tại Amigo Guitar Shop của mình cũng đã có bán cái series rất là thành công và rất nhiều bạn yêu thích ha. Thì cái đàn này ở Việt Nam mình cũng có một số tay guitar bắt đầu xài rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái đàn này, tại sao nó có những cái ưu điểm vượt trội so với những cái cây đàn truyền thống và có một vài cái nhược điểm nhỏ nha, nhưng mà cái ưu điểm của nó lớn hơn để cho các bạn, đặc biệt những bạn yêu thích rock hoặc là thích yêu thích đến tốc độ, thì cái đàn này thực sự rất là thích hợp nha. Chúng ta sẽ nói về một vài cái bài lý do tại sao cái đàn này nó ra đời. Với cái đàn guitar truyền thống thì các bạn thấy rằng là khoảng cách từ cái nốt ở trên dây đàn và phía con ngựa nó bằng như nhau hết, và coi như là từ dây mi lớn đến dây mi nhỏ thì nó khoảng cách nó đều bằng nhau hết. Chính vì vậy nó có một cái vấn đề, tức là bị cái độ căng. Tức là thông thường như thế này, các bạn thấy rằng là những cái cọng dây nó càng lớn, giống như guitar bass thì nó cần một cái độ dài hơn để tạo ra một cái nốt, cái độ căng của sợi dây đủ, bạn đánh nó mới nghe cái nốt. Còn những sợi dây càng nhỏ thì cái độ dài của dây nó chỉ cần ngắn thôi là các bạn đủ lên cái đủ độ căng rồi đó. Do đó các bạn thấy là nếu với cây guitar bình thường, các bạn lắp cái cọng dây của guitar bass vào á, các bạn vặn lên các bạn đánh không được, bởi vì nó không đủ cái độ dài để nó căng cái cọng dây bass lên đó. Thì cái cây guitar truyền thống của chúng ta thường như vậy, thì nó sẽ có là cái độ căng của dây nó căng quá và một cái là những cái dây nhỏ nó không cần phải quá căng như vậy còn những cái dây trầm á, thì các bạn là lại không đủ dài để nó nghe cái tiếng trầm, nó nghe lâu, cái sustain nó nghe lâu hơn. Và cải tiến này nó giúp ích rất là nhiều, tức là các bạn thấy là hai cái nút trên này nó xéo xuống, còn nghe con ngựa ở đây thì nó xéo ngược vô. Thì các bạn thấy là với cái chiều như thế này thì các dây ở trên dây trầm nó dài hơn và ở các dây nhỏ phía dưới nó ngắn hơn, và chính vì vậy cái độ căng của nó rất là thích hợp. Điểm mạnh thứ hai, khi với cái độ căng này rồi thì các bạn hạ dây nó không bị ảnh hưởng đến cái độ trùng và ảnh hưởng đến cái nốt, gọi là bị nhão cái nốt đi. Ví dụ cái guitar bình thường của bạn, các bạn hạ xuống một cung có thể được, nhưng các bạn hạ xuống cỡ một cung rưỡi, hai cung là bạn thấy là dày cái nốt bạn đánh nó bị nhão ngay do cái độ căng của nó không đủ. Thì ở với cây Fun Fret này mình có thể hạ xuống được một cung rưỡi, hai cung rất là vô tư. Lúc nãy các bạn nghe mình đánh thử là mình hạ xuống một cung rưỡi toàn bộ dây dây trầm ở trên này là đô thăng từ mi, các bạn hạ xuống đô thăng nghe nó rất uy lực. Các dây của nó, cái độ căng của nó rất tự nhiên, nó không có bị nhão, mà nhão tức là cái dây nó mềm nhũn ra đó các bạn. Thì đây là lợi thế của nó về cái mặt là cành dây. Cái thứ hai nó là về cái độ notation của nó cũng tốt hơn, tức là cái độ chuẩn của các nốt nó cũng tốt hơn. Và điểm quan trọng tại sao mình nói cây này nó thích hợp để các bạn có thể chơi nhạc rock hoặc là các bạn đánh tốc độ, đó chính là kết cấu của cái phím của nó phù hợp với bàn tay tự nhiên của các bạn. Các bạn thấy rằng với cái cây đàn của chúng ta thì khi các bạn đánh ở những cái ngang trên này, khi bạn cầm vậy thì xu hướng là cái tay các bạn như thế nào? Các bạn nghiêng theo qua bên trái như thế này. Với cây đàn bình thường các bạn bấm như thế này vẫn phải nghiêng qua như thế này. Và khi các bạn đánh ngang cao lên thì các bạn bắt đầu dần từ dưới lên trên thì các bạn phải nghiêng ngược qua theo kiểu này. Thì với cái Fun Fret thì nó thiết kế các phím xéo tự nhiên theo cái tay của bạn để các bạn dễ dàng đi lên hoặc đi xuống, và nó tự nhiên với cái tay của bạn hơn. Các bạn thấy ở đây có phím nó xéo theo chiều như thế này, thì khi các bạn tay các bạn nghiêng như thế này thấy các bạn thấy bấm hoặc bấm đó, các bạn nghiêng như vậy tự nhiên này nếu các bạn nào bấm pha trưởng ở trên cái cây bình thường và bạn qua đây các bạn thấy dễ chịu hơn, bởi vì các bạn bấm cái tay các bạn nó xéo như thế này, còn kia các bạn phải gồng nó trực diện như thế này cái này các bạn xéo như thế này tự nhiên ha, đúng không? Còn khi các bạn đánh là những nốt cao thì với cây đàn bình thường các bạn phải đánh là nó bị gập cái cổ tay, còn cái này không có, bởi vì nó xéo theo cái hướng ngược lên như thế này, mình chạy các bạn chạy như thế này nó tự nhiên hơn và đánh được những ngang cao hơn đó. Những lợi thế của cái cây đàn Fun Fret là gọi là đàn phím xéo. Ở Việt Nam mình thì mình chưa thấy ai
ngoài Amigo là như sản xuất trực tiếp tại Việt Nam mình của xưởng đạn định dệt, các bạn có thể tham khảo thử shop của mình ha. Còn một vài cái cây khác nhập về thì cũng rất là nhiều cái hãng như Ibanez nè, rồi Strandberg, nói chung là các hãng đàn sau này họ cũng thấy được cái ưu điểm của cái cây đàn này, cho nên họ sản xuất rất là nhiều ha, và các tay guitar vừa bắt đầu chơi nhiều. Cái nhược điểm của này đó chính là các bạn thấy là khi nó xéo như thế này rồi thì các bạn không gắn được cái cần nhúng. Đó là cái cần nhúng không có. Một số cái hãng guitar sau này mình biết có một cái hãng của Trung Quốc thì họ gọi là chế là một tí, nhưng mà thấy là hình như là cũng không có được chuộng lắm, mà mình không thấy là tay doanh thủ nào chơi cả. Tức là các ngăn ở trên này nè, họ vẫn làm thẳng các bạn, tới ngăn 12 họ mới xéo. Đúng, do đó cái nút của các bạn ở trên họ vẫn làm thẳng, để nhúng như thế này nó giữ cái dây tốt hơn, thì họ vẫn làm một cái nhúng một chiều ngay chỗ đó được nha. Thì nhưng mà nó có vẻ không không được hay là ho lắm. Các bạn thấy cây này và chúng ta chiến đấu thử ha, thì mình sẽ đánh thử cho bạn để các bạn nghe được một vài cái lợi thế của nó ha. Các bạn thấy rằng cái đàn này thật ra mọi cái những gì các bạn học từ cây đàn bình thường các bạn có thể áp dụng vô cái cây này được cả. Tuy nhiên các bạn thấy là khi các bạn chạy chạy ngón rồi, bạn thấy nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Do đó nếu có điều kiện hãy thử qua cái cây FanFest này nhé. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo, và hy vọng các bạn luôn ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.